Xin chào tất cả các bạn nha, thì mình chia sẻ các bạn là những điều lưu ý khi các bạn đấu cái ổ khóa ở trên xe 4 bình nè các bạn. Xe 4 bình thì cái dòng này nó khác nha. Đó. Nó dòng này khác, nó vẫn xài ổ khóa 3 dây giống như gan như xe 2 bình nha. Nếu mà các bạn đấu lộn là có thể nó cháy hết trơn cái đầu đèn, thì mình thấy có rất nhiều các bạn đấu bị cháy luôn. Đó, tại vì không hiểu cái đầu đèn này nè, nó khác hơn cái đầu đèn 2 bình. Đó, đầu đèn 2 bình. Và cái đầu đèn 4 bình này nè, nó khác hơn ha, nó khác hơn có nhiều cái đầu đèn 4 bình luôn, nhưng mà nó vẫn xài ổ khóa 3 dây. Nhưng mà nó khác nha. Đối với xe này thì các bạn cần lưu ý nè. Ổ khóa 3 dây của nó nè, nó sẽ có cụm dây lửa lên và một cụm dây lửa ra, và thêm một cộng nữa, tức là nó sẽ cung cấp mát đó các bạn. Nó cung cấp mát luôn, ở đây có mát ha, thì nó sẽ cung cấp mát vô cái đầu đèn này nè. Đó, nó cung cấp đầu đèn, nó sẽ mở đèn ở vị trí pha. Đó. Nếu mà mình lấy ổ khóa 3 dây nè, mình không biết, mình sẽ lấy cộng dây lửa này luôn, mình sẽ đấu vô cộng dây mát này luôn thì nó sẽ cháy rụi cái đầu đèn ha. Đó, thì những điều cần lưu ý khi mà các bạn không có ổ khóa 3 dây giống như đang nó thì mình có thể lấy ổ khóa 3 dây của xe 2 bình mình đấu vô được, nhưng mà mình sẽ bỏ cái một mạch nha, không có xài cộng dây mát nữa. Đó, và báo với khách hàng là nếu mà không có thì sẽ không có xài cái đèn trước được các bạn. Mình sẽ mở lên các bạn xem ha. Đó, thì nó sẽ cháy được cái đèn này và cái đồng hồ này các bạn, nó không cháy được cái đèn bên giữa nha, do là ổ khóa của mình không có cung cấp mát được cho cái đầu đèn này được. Đó, bởi vì khi mà đấu tầm bậy thì nếu không biết phải không, lấy cộng này nè, các bạn lấy cộng màu xanh này nè, chích vào cộng màu đen là bắt đầu là mua cái đồng hồ mới, không nó khởi động chạy bình thường. Đó. Thì ổ khóa 2 dây vẫn có thể đấu cho đầu đèn này được nha, nhưng mà đấu thì lưu ý như vậy. Thì mình nói lại, đấu thì mình chỉ lấy một cọng lửa đi vô và cọng lửa đi ra cung cấp như này thôi, không có lấy cọng này ha. Đấu vô cọng màu đen này nha, đấu vô cọng màu đen này là nó sẽ rụi cái đầu đèn này liền. Thì cái này các bạn báo với khách hàng thì đấu thì không xài đèn trước. Các bạn có nhiều xe thì không đi đêm thì mình đấu thì mình thường nha, còn nếu có ô khóa này thì mình đấu với mấy gan cũ nó là ok. Rồi mình là bạn Giang, video mình kết thúc và xem video mình ok, nhớ cho một like và cho kênh Hoàng Nghĩa.